Xin chào buổi sáng các quý vị yêu lan trên cả nước. Đây là cái cây lan buổi sáng mà chưa được tưới. Bây giờ nó đang 6:30 sáng. Mặt trời đã lên rất là rõ rồi. Nhìn cây lan, đây là những cái cây lan mà khoảng 2 tháng tuổi. Sau khi tách từ cái mút kia ra, chúng ta trồng và tưới nước hàng ngày. Không sử dụng chất kích thích để cho cây phát triển các bạn nhé. Cái sử dụng tưới hàng ngày của mình ở đây, đó là chỉ có một tuần thì ta sẽ tưới cái gầy a gừng. Cái cách mà làm gầy a gừng thì chắc quý vị các bạn đã biết, hoặc chúng ta có thể lên YouTube chúng ta tra cái từ khóa là hướng dẫn cách làm gầy a gừng. Thì hàng ngày thì chúng ta chỉ tưới gầy a gừng một lần, sau đó thì nói chung để giữ ẩm giá thể. Ngày nắng nóng này thì có thể chúng ta ngày tới 2 lần, một lần buổi sáng sớm và một lần buổi chiều muộn. Đây là toàn bộ cái số cây mà mình đã ươm bằng mắt. Cụ thể cây lan đây là năm hành trang Phú Thọ. Các bạn có thể nhìn thấy cây nào nó cũng lực phát triển đều nhau. Khi bắt đầu thì mình ươm bằng cái mút kia như thế này. Đây là những cái mút đi ban đầu sử dụng để ươm kim. Có một số cái nhánh mắt cũ bây giờ mới ra. Các bạn có thể thấy đây là cái mầm nhú và đã có rễ. Hoàn toàn là không ươm, không dùng chất kích. Đây là một số cái cây mà nó đã ra lá. Với cái tình trạng mà cây nó đã ra rễ tốt như thế này, chúng ta bắt đầu tách ra chậu các bạn nhé. Chứ chúng ta không để như thế này để chúng ta cho nó phát triển. Với cái mút ấy thì mình chỉ là để cố gắng để giữ độ ẩm cho nó, cho cây nó phát triển rễ ra và nó đâm rễ. Khi mà là rễ một là các bạn nhìn là đủ 3 lá, thì đủ 3 lá về mặt rễ thì chúng ta cứ từ 3 đến 4 rễ trở lên chúng ta phải tách ra chậu. Khi tách ra chậu thì các quý anh chị và các bạn lưu ý là chúng ta sẽ phải bóc cái mút kia này ra. Cố gắng là chúng ta bóc lựa tránh cái tổn thương rễ. Khi mà bóc mút kia ra thì chúng ta sẽ ghép vào chậu giống như tôi đang làm ở đây. Đây là cái mút kia ban đầu thì sau khi tách ra các bạn sẽ thấy là cái bộ rễ nó sẽ bắt đầu nó tự phát triển và bám chậu. Làm như thế này thì nó sẽ hiệu quả hai vấn đề. Để các bạn thấy cây nào nó cũng lực rễ rất là mạnh luôn. Tại sao chúng ta lại phải bóc cái mút kia này ra? Bây giờ trong trường hợp vì cái đặc thù của cây lan ấy, nó không hoàn toàn nó phụ thuộc vào, tất nhiên là nó rất cần độ ẩm, nó cần nước, nhưng mà nếu mà chúng ta để cái mút kia ở đây thì cái khả năng giữ nước ở tại cái gốc nó rất là cao, làm cho cái tình trạng úng nước. Và khi mà úng nước thì cái bộ rễ nó không đủ thông thoáng để nó phát triển, nó sẽ bị còi cọc đen đầu rễ, cây thì chậm phát triển. Cái lúc đầu thì khi mà chúng ta đặt mút, tại sao chúng ta cần phải giữ mút, bởi lúc đó nó chưa có rễ. Thì khi mà chưa có rễ thì nó rất cần độ ẩm xung quanh, thì nó đã đạt yêu cầu được cái vấn đề dùng độ ẩm. Và tình trạng khi mà độ ẩm nó có rồi thì chúng ta bắt đầu bó mút kia để cho nó cây tự phát triển. Đây là hiện tại trên màn hình quý anh chị và các bạn đang quan sát thì các cây của mình nó phát triển rất là đều. Và hiện tại bây giờ mình không bón phân thuốc gì trừ cái tưới gầy a gừng ngày một lần. Đây là toàn bộ những cái cây mà mình ươm hoàn toàn là tự nhiên, đồng loạt đều nhau. Toàn bộ cái số mắt cây năm hành trang Phú Thọ như thế này mình đã cắt và ươm từ hồi tháng 2 đến bây giờ, tính ra là bây giờ là tháng 7 thì khoảng 5 tháng để nó đạt được như thế này. Thực sự là nó rất là kỳ công. Nhưng khi mà cái sự kỳ công mình được đáp trả bằng cách các cây nó phát triển đều đặn, bộ rễ nó đều, thì chúng ta có thể rất vui vẻ và hài lòng. Mặc dù cái thị trường lan bây giờ thì nó có thể lên xuống, thì đối với những cái người yêu lan chân thực, đối với những người yêu lan thực sự thì cũng không quan tâm nhiều lắm đến vấn đề giá lan lên hay xuống. Thì tất nhiên nếu mà trong trường hợp giá lan lên xuống thì chúng ta có cây bán, chúng ta có lãi thì làm cho cái tình trạng yêu lan của chúng ta nó sẽ tốt lên. Còn nếu không, chúng ta chỉ là những người yêu lan đơn thuần. Đây là toàn bộ cái số cây này, số ki mà mình đã ươm được. Và mình sẽ xin mời các bạn ngắm cái cây lan mẹ của nó. Đây là cây lan mẹ của nó. Hiện tại cây này đang là năm thứ 3. Các bạn có thể quan sát thấy nó có 4 cây mầm gốc phát triển rất là lực. Cái thân mẹ đây là ban đầu năm ngoái, năm 2 mình đã hạ thân của năm ngoái và được cái số ki như quý anh chị và các bạn vừa quan sát. Năm nay thì lại có một lượt ki mới. Dự kiến cuối năm nay với cái 4 cái cây mẹ này nó có thể phát triển dài khoảng 2 mét.
Như bây giờ một cái thân như các bạn như hai cái thân dài nó khoảng 40 phân và một cái thân nhỏ đây khoảng hơn 20 hoặc 25 phân. Đó. Rất lực luôn. Hy vọng là cái video này giúp ích cho quý anh chị một phần kiến thức để có thể chăm nan cho cái cây nan của mình nó phát triển tươi tốt trong ngày mùa nắng. Xin chào và tạm biệt quý vị các bạn.